គោរពនិងជម្រាបសួរទស្សនិកជនដែលនិយមទស្សនាការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាជាទីមេត្រីខណៈនេះដែរខ្ញុំបាទរដ្ឋវណ្ណរងសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានកីឡាជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅ Dương nom khnía chpuoh tâu SEA Games ASEAN Para Games chnam 2023 tiang os khnía. Pratipho kelakor kelakarani nokoba Kampuchea ban thveu mietipphum nivot mok dol tuk dai Kampuchea veng hai ka pi thngai ti 2 khai saiha chnam 2022 krom ka chorum bompeng peskakam knong pratika kelak nokoba nâng phần luật ạc kỳ phái bị phục lốt lực tì đọc rằm buôn cho năm phía bóng phái phí. Nhiều tì kỳ ở Rotterdam thật đám nơ bạch tế hồ lón ở rời dạp phê chương đọc ngày. Lập tập phái chi tì quạp chất đại ạc tạp lực nô cô ba Campuchia đàn đồng bán bì bạch tế ca kê la lùm đạp bị phục lốt mùi ní. Cư mê đài xa rập chùm nôn xàm sập bấy cướng, nông nút mê đài miết đọc rằm cướng, mê đài prạc rằm bấy cướng, nâng mê đài xâm rạch đọc cướng. Chuyên ở Campuchia cho nơi chùm nạch nạ lệch đập phám, nông chùm nông bà tế cho rôm chiên chật sắp nơi tù tiên phì phục lộp. Cô bình chạy thế, đối tư tù ban cầu kế anh nhát đọc phùng phúa, nâng ca quàm trô dàng bánh tùm hừng, tiên thảo vị cá nâng xe mạch đấy bị xâm lạch kỳ lòng sọ khến. Ở bạn dựa rạp mạnh trái của xung hợp tí, cơ đó chỉ ca chui chùm rôn lực thực chất vì ai chạy đóm, nhẹ đóm xe này xanh tệ bệnh địch nịch sở vướn, à kiện xe nông cá nông cộ bà chết. Tập ông cục hiếp kê la nô cô ba chết Campuchia. Chúng rằng chờ rớt kê la có kê la cả rần ý đã miễn sử mặt tập hiệp phúa nâng bàn khách khóng bằng phái dục chất tục đạn vực hát ở phi cùng lăng cài chất giang chọc chuốn tăng phi pra mùi khai mốt một bà lệ. Đập bày triềm tới chỗ rốn nông bà tịch ca kê la nô cô ba nâng phân luật ạ kỳ phái bị phục lốt lược tị đập rằm bốn cho năm phi phó nập phẩy phí nơi tị krong ở rật thật đám bà tị hồn loạn. ចំពោះប្រភេទកីឡាដែលបញ្ជូនចេញទៅប្រកួតប្រជែងលើកនេះរួមមានតៃក្វាន់ដូ WT វាយសីវាយកូនឃ្លីលើតុកចំបាប់យូដូនិងការ៉ាតេហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 សហព័ន្ធកីឡាជឺជីតស៊ូកម្ពុជាដែលបានបញ្ជូនកីឡាករកីឡាករនីចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាជឺជីតស៊ូអន្តរជាតិនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដណ្ដើមបានមេដាយសរុបចំនួន12គ្រឿង លោកស៊ីនសុភ័ក្រអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាជឺជីតស៊ូកម្ពុជាបញ្ជាក់ថានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះមានប្រទេសចូលរួមចំនួន39ប្រទេសហើយប្រភេទកីឡាជឺជីតស៊ូកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ12ដោយដណ្ដើមបានមេដាយចំនួន12គ្រឿងក្នុងនោះមេដាយមាស3គ្រឿងប្រាក់3គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធ6គ្រឿង ជាមួយនឹងការដណ្ដើមបានមេដាយនេះលោកស៊ីនសុភ័ក្របានចាត់ទុកថាវាជាឱកាសដ៏ល្អប្រសើរសម្រាប់កីឡាករក្រក្រនីជឺជីតស៊ូកម្ពុជាដកស្រង់បច្ចេកទេសបន្ថែមដោយអ្នកខ្លះជាកីឡាករក្រក្រនីថ្នាដែលកំពុងបន្តបណ្ដាលសម្រាប់គោលដៅខាងមុខនិងខ្លះទៀតជាជម្រើសជាតិដែលកំពុងសម្រេចគោលដៅចំពោះទៅស្វែងរកមេដាយជូនជាតិសម្រាប់ការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2027ជាប្រវត្តិសាស្ត្រដំបូងរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្
la chiết nâng ơn trạ chiết đài lộ lực sầy bàn tác đàn tụt sản ảm bành mình nít chọc đẹp bần nè. Khi nhóm bàn xông thay ông nó côn châm phù ca giúp chết tạm đàn tụt sản ảm bỏ lộn nè. Khả nạn nị đài khi nhóm bàn phòng tàng cồng càng nghe xông ọ côn xông chung rịp lìa.